Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại channel của mình. Thì hôm nay thì như anh em đã biết rồi, RP của chúng ta đã đóng lại và mở ra cho anh em, đó là cái Joy of Path mùa 9. Thì hôm nay đây là trận đầu tiên mình chơi luôn anh em ạ. Trận đầu tiên trong cái mùa 8 này thì mình lại tiếp tục đi solo squad ở cái map Irango. Mình làm map San Hốc thì nghe vẻ anh em kiểu không thích thú lắm, tại vì là solo squad ở cái map đấy chỉ có chạy bộ với cả là nằm niếc thì nó không mãn nhãn. Nên là anh em có yêu cầu mình là làm map 1 đua xe bắn súng cho nó sướng. Đây này, trước mặt mình có thằng nhảy đây này, từ từ đã, mình hốt thằng này đã. Nhảy nhót cái gì vậy anh trai? Một cháu vẫn có nhảy nhót anh à? Đây rồi, nhảy nhót cái gì? Nhìn này, nhìn là 10.000 ngay, nhìn là bỏ luôn cái mạng luôn. Thì khu cảng của mình thấy trận này không được đông cho lắm anh em ạ. À, nốc thêm thanh niên nữa. Bỏ đi đâu, hết đạn, đưa súng đây. Đấy, mình thấy hình như chỉ có một team thôi, đằng sau có tiếng này. Từ từ đã, mình phải xử lý cái thanh niên này đây này. À, con boss đằng sau anh em ạ. Con boss đằng sau anh em ạ. Ok, cờ liên con boss này. Thêm một thanh niên nữa này. Quá là ngon anh em ạ. Đây là trận đầu tiên mình chơi ở trong cái giờ pass này. Không biết là có siêu nhân hay là siêu nhủng gì trong trận này không đây anh em ạ. Clear rồi. X6 này, được thực sự anh em ơi. Không biết anh em thế nào chứ mình thấy là game hơi dễ rồi đấy. Đây xem có thanh niên này có gì đã. Có mini này. Mình đổi qua cái mini đi. Cầm M4 với mini. Mình sẽ nút xong bọn này và mình sẽ đi luôn. Mình không nút nhiều anh em ạ. Mình đi gọi là đi cướp được bọn nào thì mình lấy đồ bọn đấy. Như vậy hợp lý anh em nhở, cho nó hấp dẫn. Ok, đi thôi. Đây, nãy giờ mình đi, mình lượn qua được một cái thính anh em ạ. Lượn khá là xa, kiếm được mỗi cái thính, kiếm được cây M249 anh em ạ. Đây này, bây giờ thì mình đi cướp thính này. Có một cháu đứng đây này. Bắn thính à bạn? À, bắn đi. À, chạy đi đâu? Đi đâu con dâu này? Ui giời ơi. M249 thấy nó có thể gọi là em căng anh em ạ. M249 dạo này mình thấy khỏe lắm. Đam nó mút gì ấy. Mút gọi là kiểu theo mình như là theo quan điểm của mình thôi. Mình cảm tưởng như là đạn nó dính hẳn vào người luôn. Sấy nó như kiểu là nó cứ ambot thẳng vào người luôn anh em ạ. Nó dính dịnh luôn, bắn nó cứ phải gọi là phê như con TT anh em ạ. Nên là mình quyết định trận này mình cầm M249, quẩy luôn cái trận đầu mùa danh 9 này cho nó gắt anh em ạ. Mình chả thiếu gì. Thêm ít đạn này. Ok, mình đi luôn nha anh em. Té luôn, đi tìm người. Lượn lờ đi săn người này cũng có thú vui anh em ạ. À, có thằng này. Ê anh gì ơi. Ui, đi hai xe luôn này. À đủ. Ơ. À, chạy anh em ơi. Làm sao mà chạy được với mình? Đi đâu vậy anh trai? Hello bác Tài. Bác Tài ơi. Đi đâu mà vội mà vàng, mà bấp phải đá mà vàng quàng phải dây. Ui, đứng đây này. Nào. Chơi luôn này, chơi luôn các bạn này. Chơi luôn với các bạn này. Chơi luôn với các bạn này. Úi trời ơi này. Làm gì mà căng. Đau. Sấy mình quả đấy đau đấy. Ủa, anh em thấy quả đấy lia được không? Được thực sự luôn. Các bạn không có tuổi gì. Tạo nhà bơm máu cho đỡ sợ anh em ạ. Chứ đứng ngoài đạn là cái cũng chết. Không được anh em ạ. Anh em thấy sấy quả đấy ổn không? Ổn áp quá chứ nè. Nó chỉ là dễ thôi. Chuyện mình làm thường ngày đấy mà. Xuống xem thanh niên này có gì, lút qua cái rồi mình đi tìm người tiếp. Cứ phải gọi là ăn đẫy mồm thì anh em xem nó mới mãn nhãn được. Té luôn anh em ơi. Tiếp tục mình qua cái thính bên này. Đi gọi là trong cái map này ấy, là phải đi vào những cái chỗ có thính ấy, thì may ra mới kiếm được người thôi. Ui, á đù, có xe đâm vào nhà. Như vậy là có người rồi. Có người không? Có tiếng chân, đây rồi. À, có tiếng chân. Nào, thò ra đây. Nào, bạn thò ra đây. À, đây cho bạn quả lết này. Ui, thế mà vẫn trúng mình viên này.
này thì chúng này. Boom. Ui giời ơi. Quả bom nó lại hấp dẫn anh em ạ. Hấp dẫn thiệt sự. Ôi quả bom này như nổ chết hai à. Chết hai chết một ta. Mình nghe có hai tiếng chân mà nhở. Nào bây giờ bò đi đâu. Bò đi đâu. Căng 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 căng. Đã đủ. Một hay hai nhở. Mình không biết luôn. Bên ngoài có thằng bắn mình nữa. Đậu phộng bạn luôn. Được rồi. Bạn cứ đứng đấy. Đâu rồi. Bạn đâu rồi. À gốc cây kìa. À có một thanh niên trộm chó đi qua kìa. Được rồi gốc cây. À đang không để ý vào trong này. Mình công lên luôn anh em ạ. Nào. Thò ra. Đang thấy ai vậy. Đang thấy ai vậy. Nào. Chạy đi đâu. Ôi yếu lắm rồi. Ui ngon. Ôi mình ăn được mạng này. Ủa thằng kia thấy chết mà ta. Vô lý. Ui đằng sau bắn mình này. Chết rồi mình lại bị kẹp rồi anh em ơi. Đậu phộng các bạn luôn. Nào bây giờ mình đấu ca. Mình đấu ca với bạn này. Một viên. Nhảy nhót này. Đằng sau từ từ đã. Đằng sau nó dừng xe rồi anh em ơi. Đằng sau nó dừng xe rồi anh em ơi. Bạn ơi mình phản ứng nó phải gọi như là tốc. Gọi là tốc độ bàn con mẹ nó thờ. Ủa ôi đe lấy tiếng rồi. Anh em thấy phản ứng quả lẹ không? Thanh niên kia định ăn mình nhưng mà đâu biết rằng mình là một con quái vật anh em ạ. Cần hết. Đây là đây có một team này. Một thằng mở góc rồi này. Một thằng mở góc này. Quả đấy mình căn đầu mà xịt anh em ạ. Đâu rồi thò ra. Thằng mở góc đâu rồi. À thằng mở góc đây 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 đây. Mở góc à. Nào. Mở góc này. Một thanh niên. À đủ. Thế là hai thanh niên à. À hai thanh niên mở góc. Úi rồi ôi, úi nhồi ôi. Nào, ngon bơi vào đây. Nhào vô kiếm ăn nhở. Được đã. À, chạy sang bên này rồi. Chạy đi đâu. Chạy. Này thì chạy này. Ôi, yếu lắm rồi. Công luôn anh em ơi. Nào, bây giờ bạn chạy hộ mình cái nào. Chạy hộ, chạy hộ. 24 viên, đủ giấy chết thằng này. Nào, chạy hộ mình. Chạy đi. Chạy hộ cái. Cái rồi ôi M249 bắn nó cứ gọi là không trượt viên nào anh em ạ. Nào bắn mình đi. Nào mình nhảy như ngựa này. Ui ôi ui đau thế. Ui định mệnh thôi mình xin lỗi mình gãy cãi thôi mà căng thẳng thế. Ui thôi anh ơi thôi. Ui mày quá chạy được vào đủ mẹ chu choa mạ ơi tí nữa thì oẳng anh em ạ. Quả đấy mà nó cầm nó mà rút cây M4 ra nó vả cho mình 2-3 viên là thôi mình nằm mẹ rồi. Ý hẹo. À bây giờ thì đấu súng không? Nào thò ra. Thò ra đây. Bạn xem là ca của bạn mạnh hay là ca của bạn của mình mạnh. Nào thò ra. À thò. Thò ra này. Cờ lia anh em ơi. Trời ơi. Bạn kê mình nhưng mà đâu biết rằng mình kê tâm nét lắm. Ok mình đi luôn anh em ơi. Ngoài này thì hơi nguy hiểm. Té luôn. Té gấp. Ra lấy cái thính anh em ạ. Đây về mình chạy lên bên trên này đã. Từ từ mình xem. Có cái giáp cái mũ nhưng mà nó không có anh em ạ. Đây bây giờ thì quay lại cái thính. Ra cái thính thì chắc chắn là có giáp có mũ rồi. Hợp lý vờ lở anh em ạ. Nó lại không phải được. Đây này còn cái thính vừa rơi nữa này. Ơ Có thằng à, cũng có một thanh niên cùng chung chi hướng à. Nào lên đây. À đây rồi. Lên đây. Bạn ơi, bạn chung chí hướng làm sao được với mình? Chỉ có một là bạn ăn, hai là mình ăn. Nhưng mà cái tỷ lệ của bạn ăn thì nó gần như bằng không rồi. Bạn đen lắm, bạn gặp phải mình thì thôi. Bạn phải gọi là gặp phải đúng gọi là cái gì nhở? Siêu con mẹ nó nhân rồi. Hai cái thính nặng. Lại nặng. Úi giời, có người bắn mình. Từ từ anh ơi, em lấy cây ốp thôi làm gì căng thế nhở? Đây đây, em cầm xong ốp rồi. Bây giờ em đi có gì đâu căng thế. Làm gì căng thẳng úi à. À ở đầu cầu à. Lại ở bên kia đầu cầu à. Úi à căng căng. Nào bây giờ thì đây. Được rồi ốp đây chứ đâu. Nào. Á à, đủ kình vậy kình đấy. Đằng sau cũng có luôn anh em ạ. Mình lại bị kẹp cái định mệnh. Con này cứ thích bắn mình thế nhở. Lại hoài anh em ạ. Đậu phộng chưa khỏi. Đã
lại bị ho anh em ạ. Đậu phộng bạn luôn. Nào, thò ra đây. Ui, ôi, bảy mình phát rồi. Mình lại bị hai bắn, hai hướng bắn anh em ạ. Bọn này nó cứ thích bắn mình nhở. Tại sao lại không tự bắn nhau đi? Còn 4 thằng nữa. Mình ăn được 4 thằng này là 21 kill, hợp lý thực sự. Thế là bên này có 2 thằng, bên kia có 1 thằng, thế là gọi là tầm 3 team cơ à. Thằng thế nhở. Mình ở trong bo rồi. Tạm thời thì vẫn hơi ổn anh em ạ. Thằng ở bên này đâu? Bạn ngó là mình gái xem nào. Bạn vừa vẩy cho mình viên ca căng lắm mà. Hello anh trai. Tự sang bên này. Ăn hôi bọn này tiếp. Nào đâu rồi? À, ở gốc cây kìa. Anh em nhìn gốc cây kìa. Úi ôi. Ui căng thế. Trời ơi. Mấy anh làm gì căng thẳng vậy? Em chỉ ngó ra em nhòm một cái thôi. Một cái nhòm yêu thương như vậy thôi mà nó cũng đã mình đau vãi nổi anh em ạ. À. À. À, có thằng chạy này, chạy à đây rồi, bò này. Bò này, một viên. Nào đứng dậy. Đứng dậy. Này thì gãy tôi này. Nó cứ phải gọi là phê như con TT anh em. Đây được rồi. Mình xử đi. Úi giời. Căng thế nhở. Bọn này nó như kiểu là biết mình chuẩn bị ra sao vậy. Căng thẳng. Căng thẳng. Căng thẳng vãi. Úi giời. Vậy thế mà không vào đầu. Ui mình kê quả đấy đẹp như thế mà không vào đầu anh em ạ. Hơi vô lý. Con này bắn kinh lắm. Được thực sự. Càng đấy càng đấy. Như vậy là một team hả? Ui. Thế ăn bọn này là hên 21 kill. Ui sổ ơi đúng. Như kiểu trong kịch bản viết rồi anh em ạ. Vẫn bắn. À sờ mốc à. À bọn này quăng sờ mốc để chạy à, để chạy sang cầu giết mình à. Nào. Chấp cả họ bạn luôn này. Gọi cả họ bạn đây mình cũng không sợ luôn. Nào, ngon thì bơi vào. Bọn này chắc chắn là chạy sang cầu 100% luôn. Quăng sờ mốc. Tại vì bọn nó ở trong bo. Vô lý thật. Làm sao bọn nó có thể là quăng sờ mốc cho vui được. 80% là bọn này chạy gầm cầu bơi à. Được rồi. Mình cứ đứng thêm một lúc nữa xem sao. Đúng rồi. Anh em nhìn không? Không thấy nữa này. Không thấy nữa này. Chắc chắn là bơi rồi. Chắc chắn là sang bên này rồi. Bọn nó thấy thấy nó biết mình còn một mình ở đây là bọn nó sang luôn anh em ạ. Được đấy, cũng được đấy. Cũng gọi là có tí kỹ năng anh em ạ. Nhưng mà các bạn ơi, các bạn đang đối đầu với một con quái vật đấy. À, có thằng. Nó này, một viên nốc luôn. Mình ok ok. Mình đẩy sang luôn anh em ạ. 3 hay 4 thằng hay là cả họ các bạn thì mình cũng cần hết nhá. Nốc rồi. Nào bây giờ gọi các cả họ các bạn lên đây xem nào. Nào, ngon bơi vào. À, bắn luôn à. Nào. Bắn luôn này. Lên đây này. Lên đây này. Trời ơi, game là dễ. Mình gọi này. Các bạn cứ nghĩ các bạn gọi cả họ mà các bạn ăn được mình á. Không có đâu. Ô. Có thêm một thằng outside mà lay zone. Trời ơi, phí bên mạng của tôi. 21 kill. Và ai thật. 21 kill. Nhưng này cũng là được tính 21 kill đấy anh em. Hay thật, hơi phí. Không sao, trận đầu tiên trong gọi là mùa danh thứ 9 này mình đã giành được top 1. Với tổng số kill là cứ gọi như là 21 kill đi. Anh em nào thấy hay thì đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Và đón xem clip của mình nha. Hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye.